Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh cờ bạc di cư trên toàn cả nước. Ở trong cái nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu chi tiết cho anh em là về cái mẫu keo đánh cờ bạc. Đấy, trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về cái mẫu keo này thì em cũng xin giới thiệu qua cách mua bán. Đối với anh em nào mà có nhu cầu mua và đặt hàng trên mẫu keo này thì anh em liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở em qua số điện thoại em để góc màn hình video. Để anh em điện đến thì bên cơ sở là sẽ lấy địa chỉ và gửi hàng cho anh em. Còn nào bây giờ đi vào chi tiết để cho anh em cùng nắm bắt được này. Về keo bẫy cò này thì nó chỉ có một loại A1 thôi. Đấy, bên cơ sở là bán duy nhất một loại là keo siêu dính, đánh được cả trời nắng trời mưa nhá. Đấy, nhiều bác khách quen thì dùng thì chưa bao giờ bỏ được bên cơ sở cả, bởi vì cái loại keo này đánh nó rất là hiệu quả. Đấy, khi cò bạc xuống bàn ấy thì cái tỷ lệ lên thì thường thường nó sẽ không có các bạn. Đấy, và keo thì hình dạng nhận biết thì nó có màu trắng trong như thế này. Đấy, màu trắng trong như thế này, và keo này nhiệt độ thích hợp nhất là các bác sử dụng đánh là từ 13 độ C cho tới là 40 độ C. Đấy, về điều kiện thời tiết mà cái đợt này sắp tới này thì gió đông bắc nó về, thời tiết rất là lạnh. Đấy, các bác đánh vạc chẳng hạn hoặc đánh cò, đấy, tránh cái tình trạng keo mà mình da nó bị rít, nó khô ấy, thì các bác nên sử dụng cho mình mẫu keo này. Còn về keo này thì ưu điểm của nó khi các bác mua về ấy, thì là các bác sẽ sử dụng trực tiếp luôn. Đấy, ví dụ các bác sẽ chọc que đây, đấy, các bác kéo ra và các bác quấn trực tiếp, các bác đảo đều lên là được. Còn thời điểm này thì khi các bác muốn vào cho nó dễ thì các bác có thể vứt lọ keo ra trời nắng, các bác phơi tầm khoảng 10-15 phút, keo dẻo ra các bác vào thì trộn nó sẽ đều hơn. Không thì các bác có thể là quấn ra que và các bác đấy hơ qua lửa, đấy, các bác đảo thì ok. Còn bình thường thì ví dụ như bọn em chuyên nghiệp rồi thì cứ đảo sống, đảo tay bo là cũng được. Còn bên cơ sở là sẽ bán lẻ, thường thường là sẽ là như hai hũ như thế này. Đấy, với cái số lượng hai hũ như thế này các bác này. Đấy, đây là hũ nửa cân. Nửa cân thì cả tiền phí ship thì nó hơn 100.000. Đấy, còn là một cân thì cả tiền phí ship thì nó hơn 200.000 đồng. Đấy, đây là keo loại 1, keo xịn luôn cho các bác. Đấy, còn bên cơ sở thì một năm bán vài tấn keo cơ. Đấy, thì các bác biết là cái độ uy tín cũng như là chất lượng keo bên cơ sở rồi. Đây là cái mẫu keo A1. Còn nhiều bên cơ sở khác thì người ta sẽ lấy loại Pro 2, Pro 3 chẳng hạn. Đấy, keo đấy thì chất lượng nó kém hơn. Đấy, thì sẽ bán rẻ hơn một vài chục nghìn đồng. Đấy, nhưng mà về đánh thì nó không đảm bảo. Còn ví dụ như keo này các bác đánh ở bãi vạc chẳng hạn, bãi vạc đánh keo hoặc đánh mô thì thường là cứ 15 ngày đấy, cho tới là 20 ngày thì các bác phải thay một loạt keo. Đấy, còn ví dụ đánh cò mà các bác cứ bảo quản vào những cái ống bơ, ví dụ như là em quay cho các bác xem ấy, thì thường thường là sẽ đánh được 25 đấy, 25 giờ nhé, 25 giờ trên một lần quấn keo để bảo quản ở trong hộp. Đấy, còn là keo này khi dính vào que thì dính lông cò vào thì các bác tuốt ra nó rất là dễ thôi. Đấy, tuốt nó cực kỳ là đơn giản. Đấy, các bác chỉ cần lấy cái dây các bác tuốt cái lông đi, xong các bác lại đảo keo mới vào là các bác đánh. Đấy, ngoài đánh cò đánh bạc ra thì keo này thì được anh em trong Nghệ An sử dụng đánh khiếu. Đấy, anh em trên vùng cao đánh khiếu, đánh họa mi rất là nhiều. Đấy, cũng như là mùa sắp tới này, con chim trèo bẻo nó về thì các bác có thể là sử dụng keo này, các bác đánh trèo bẻo là hợp lý đây. Đấy, một video thì giới thiệu chi tiết nhanh đấy cho các bác là về keo mẫu keo bẫy cò bên cơ sở. Đấy, bác nào xem được cái video này cần cho mình mẫu keo này thì các bác liên hệ cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.